beats our skin. Could fly. Oh, damn me.
can hear that sound. Now that you can hold me down, you can pull me under, you can raise everything to the ground. Everything I can arrange, every part of me you change. Just hold me together, tell me you'll always want me to stay. I was biting my tongue, I was trying to hide. I'll forget what I've done, I'll be redefined. Các cụ, các bà, tôi dì chú bác đại diện cho hội nhà gái. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thấm, chú của cháu Tiến. Hôm nay được sự ủy quyền của bố mẹ cháu Tiến, thì tôi xin được phép đại diện cho họ nhà trai đến đây đưa lễ đến để xin hỏi cháu Hải, con của ông Luật, gửi làm nuôi con trong nhà. Thì trước hết cho phép tôi thay mặt cho họ nhà trai xin gửi đến các cụ ông các bà, cô dì chú bác, anh chị em bên họ nhà gái lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc gia đình chúng ta luôn được mạnh khỏe, bình an và sự tốt lành. Tôi đến đây tham dự lễ hỏi dân lễ của cháu Tiến với lại cháu Hải. Ở đây là có bà của cháu Tiến và bà họ. Ở đây là ông Luyến, là bố đẻ của cháu Tiến. Còn tiếp theo đó là vợ chồng của anh Được, chị Năm đấy là chú ruột của cháu Tiến. Và anh Tứ thì nay là con mình anh vừa thôi, là cũng là chú ruột của cháu Tiến. Và cùng toàn thể các chú bác thím bên lộ bên ngoại cũng như là bên liên gia, trông gia của hai gia đình chúng tôi hôm nay đến vinh dự để được người. Trong thời gian tìm hiểu của hai cháu, tôi được sự nhận ký của ông bà Hoài và ông Nguyễn cho các cháu. Thế hôm nay coi đây các cháu đã kỷ niệm cái 90. Và hôm nay cũng được sự nhận ký của tôi nhân dân về những cái dòng họ tổ chức lễ ăn hỏi các cháu. Thank you.
vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Thông gia bên bên nhà trai để tổ chức hôn lễ chính thức cho hai cháu. Thì thời gian này xin phép các cụ ông các bà bên nhà gái là 10 giờ 5 phút thì tôi sẽ họp bên này, cũng mời bên nhà gái là sang cùng với nhà trai. Và về công việc các cháu coi thế là rất là chuẩn bị rồi, thì đại diện cho con đình và nhà gái tôi xin chân thành cảm ơn. Hôm nay cũng tiếp phẩm coi thế là các cô các bạn quan viên hay họ có một ngày chúc tốt đẹp nhất, mạnh khỏe nhất và hạnh phúc nhất ạ. Thank you.
cần nói ra mãi mãi bên nhau thật lâu. Tình yêu có hy sinh, chẳng cần ai thay mình, chỉ cần biết luôn luôn có người bên cạnh mình. Ta bên nhau thân thuật đã trao hơn 10 năm rồi, mình gặp nhau từ khi đôi mươi rồi hôm nay mình cười. Tay trong tay đôi ta xây nên một gia đình, 10 năm nữa rồi tên 10 năm ta bước chung từ đây. Nhiều lần em luôn mơ ngày hôm nay sẽ đến, lời cầu hôn anh trao với ánh mắt chiều mến. Tình yêu có hy sinh, chẳng cần ai thanh minh, tự mình biết luôn luôn có người bên cạnh mình. Ta bên nhau thân thuật đã trao người nào đôi mươi rồi hôm nay mình cười. Tay trong tay đôi ta xây nên một gia đình, 10 năm nữa rồi tên 10 năm ta bước chung từ đây. Cho phép MC Trọng Thủy xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện Minh Tuân, nhà hàng tiệc cưới Minh Quân và đời lời cho gia đình ông bà chủ hôn. Xin được gửi đến tất cả quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe tràn đầy và một lời chào trân trọng nhất là thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ và giây phút để chờ tình yêu lên ngôi đã đến. Giờ này không để quý vị chúng ta phải chờ đợi thêm. Ngay sau đây, xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng tầm mắt của mình trở về với cánh cổng hoa hôn trường. Và đừng quên vang lên những tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để cùng chào đón và gặp gỡ với hình ảnh đôi nương đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay. Cũng chính là người đã cho tất cả quý vị chúng ta có lý do để đến với buổi tiệc này. Đó chính là chú rể Quyết Tiến, sánh duyên cùng cô dâu Nguyễn Hải. Tay trong tay tiến về trung tâm lễ đài tình yêu ra mắt toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Và hiện diện trên lễ đài tình yêu lúc này là cặp đôi viên ương hạnh phúc nhất và đẹp nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay. Một lần nữa quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc phúc và chúc mừng cho đôi tình duyên. Thưa quý vị. Kính thưa hai họ, kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến. Vừa nâng nở hoa đến thì hoa phải nở, lúa đến thì lúa phải trổ bông, mà đò đầy thì đò phải sang sông, đến duyên đêm thì em phải lấy chồng. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 9 năm Canh Tý. Được sự đồng ý và nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, và đặc biệt là được sự đồng ý và nhất trí của nàng dâu hiền mến thương và chàng được quý, hai bên gia đình đã chính thức chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức đại lễ vô quy. Và giờ đây, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý, cho phép người dẫn chương trình xin được thông báo đại lễ vô quy của đôi tân duyên, chú rể Quyết Tiến sánh duyên cùng cô dâu Nguyễn Hải. Xin chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, vâng, đúng là đi khắp thế gian thì không ai sánh bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai gian khổ bằng cha. Vâng, đúng là công cha thì như núi ngất trời, người mẹ như nước người người biển đông. Thưa quý vị, dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm, nhưng cũng là bổn phận, niềm vui, niềm hạnh phúc đối với các bậc làm cha làm mẹ. Và trong ngày vui trọng đại hôm nay,
sẽ thật sự ý nghĩa và thiêng liêng khi có sự chứng kiến và chịu trách của các đấng sinh thành và dựng dục. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần chủ hôn hai hồ. Về phía hồ nhà trai, chúng tôi xin được hân hoan chào đón và trân trọng kính mời ông Lê Văn Luyến và bà Trần Thị Thoa có địa chỉ tại Tế Xuyên, Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam vinh dự là chủ hôn hồ nhà trai cùng tiến về sân khấu ra mắt. Toàn thể quý vị trân trọng kính mời. Về phía hồ nhà gái, chúng tôi xin được hân hoan chào đón và trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hoạch và bà Trần Thị Toan có địa chỉ tại thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hành, huyện Đức Song, tỉnh Đắk Nông vinh dự là chủ hôn hồ nhà gái cùng tiến về sân khấu ra mắt. Toàn thể quý vị trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện đáng kính của gia đình. Về phía hồ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú Thấm là vị đại diện đáng kính của hồ nhà trai cùng tiến về sân khấu. Về phía hồ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Tăng là vị đại diện đáng kính của hồ nhà gái cùng tiến về sân khấu. Thưa quý vị thân mến, vẫn đúng là bông hoa thì đẹp bởi sắc hồng, mà tình yêu thì đẹp bởi mặn nồng chầm phai. Mà hôm nay thì bên hồ nhà trai, về bên nhà gái dự lễ đài vô quy. Vâng, kính thưa quý vị, và hiện diện trên lễ đài tình yêu lúc này, nhà gái hân hoan mừng rễ quý, nhà trai hân hở đón dâu hiền. Hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rễ, em về làm dâu. Chủ hôn nay họ cùng cô dâu và chú rể xin được gửi đến tất cả quý vị các quý một lời chào để tri ân sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và một lời chào xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để đáp lại những tình cảm yêu thương mà quý vị đã dành cho hai gia đình trong thời gian qua, và đặc biệt là dành riêng cho đôi tân duyên trong ngày vui trọng đại hôm nay, ngay sau đây xin trân trọng kính mời vị đại diện của hội nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em của hai bên gia đình, ông Luyến và ông bà Hoạch. Hôm nay thì thay mặt cho họ nhà trai, trước hết là tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp rất nồng hậu của họ nhà gái đối với họ nhà trai chúng tôi hôm nay. Đây là một tình cảm, là một dấu ấn không quên của hai gia đình cũng như của hai cháu Tiến và Hải. Trải qua thời gian tìm hiểu, hai cháu đã đi đến thống nhất và sẽ xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Được sự đồng ý của gia đình cũng như là của thủ trưởng đơn vị cháu Tiến, thì hôm nay chính thức gia đình họ nhà trai mang lễ sang để xin phép họ nhà gái. Trước hết là lễ gia tiên, sau đó là xin phép được nhà gái cho phép cháu Tiến được nhận làm con rể cũng như là con cháu trong bên họ, gia đình ông bà Hoạch. Đây là cái niềm vinh dự trước hết là cho cháu Tiến cũng như cho họ nhà trai chúng tôi. Thì trong hôm nay là ngày cháu Hải cùng được gia đình tổ chức lễ vu quy để chuẩn bị về làm dâu con của ông bà Nguyễn, thì thay mặt cho họ nhà trai thì trước hết là cũng xin chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng là bạn bè của hai gia đình, của hai cháu dự buổi lễ vu quy, đại lễ vu quy của cháu Hải hôm nay được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Tình yêu thì phải đi đến hôn nhân, và đấy là cũng là điều mong muốn của các bạn trẻ cũng như là của những bậc làm cha làm mẹ. Do vậy thì chúng tôi cũng rất mong muốn hai bên gia đình hôm nay chính thức đã là thông gia của nhau, cũng như là hai họ chúng ta đã thông gia, chính thức là thông gia, thì cũng rất mong là được sự tiếp tục quan tâm của hai bên gia đình để tạo điều kiện cho cháu Tiến cũng như cháu Hải xây dựng hạnh phúc trăm năm bền vững. Và đấy là cũng là cái niềm mong mỏi của hai bên bố mẹ cũng như là hai gia đình và hai họ của chúng ta. Một lần nữa thay mặt cho bên nhà trai chúng tôi xin trân trọng một lần nữa cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của nhà gái trong buổi lễ vu quy của cháu Hải hôm nay, và chúc hội hôn của chúng ta sức khỏe, thành công và mọi sự như ý. Xin trân trọng cảm ơn.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn vị đại diện của Hội Nhà Trai rất nhiều. Thì thưa quý vị thân mến, nhà trai thì cũng đã phát biểu rồi, nhà gái cũng có đáp từ đôi câu gọi là giao rể và nhận dâu để chúc cho hai họ về lâu về dài. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời vị đại diện Hội Nhà Gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý cụ, quý ông bà, quý quan viên hai họ cùng bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu, cháu Hải và cháu Tiến cũng đã được sự nhất trí của đôi bên gia đình. Ông bà ông Luyến và ông bà ông Hoạch đã cho phép các cháu được sự tìm hiểu đến nay đã chín mùi. Nhất là ngày hôm nay đôi bên gia đình cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt để làm lễ phu quy cho các cháu. Thì rất hân hạnh cho họ nhà gái chúng tôi đã được sự hiện diện của các cụ các bà quan viên hai họ cùng bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu đã về tới hôn trường tại gia để dự buổi lễ phu quy cho coi thế hai cháu. Đại diện cho gia đình nhà gái chúng tôi xin chân thành cảm ơn, và nay gia đình cũng có tổ chức bữa tiệc để mà xin mời các quý vị quý khách rồi là quan viên hai họ cùng bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu cùng nâng ni ẩm thực chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Cuối cùng cho phép tôi xin được kính chúc các cụ các bà quan viên hai họ một lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là ý nghĩa vừa rồi của vị đại diện Hội Nhà Gái. Kính thưa quý vị thân mến, lời của hai vị đại diện thì như mật như hoa mà thơm như hương lúa tỏa ra khắp hôn trường. Và giờ này xin trân trọng kính mời hai vị đại diện chúng ta cùng tiến lên mời với bước và dành cho nhau một cái bắt tay để cho tình thông gia ngày càng gắn kết hơn nữa. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và giờ này xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến tháp ly thực hiện nghi thức rước rượu trong banh và uống rượu cho vui. Trân trọng kính mời. Năm say cho tình cảm của hai nhà muôn đời gắn kết mặn mà thủy chung. Kính chúc cho đôi bạn trăm năm hạnh phúc. Và giờ này xin được đặt trao gửi cô dâu và chú rể trở về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ghé, mừng ngôi sao đầu xuân đêm chú rể, hương
gia đình anh tám có cô dâu. Hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai té đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rộn rèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng la, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Vô xin mời cô bán, ta cùng giải khát cứ uống mừng. Xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh tám nhìn hoài chi chỉ sao già, cùng ly với bà xuôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Ai vô đây vô đây, ngồi nhiều buồn quá vậy. Uống đi nào, uống như tôi nào, bỏ mai mai vô. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Anh tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rộn rèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng la, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Vô xin mời cô bán, ta cùng giải khát cứ sang quê mình khang trang, tưng bừng gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh tám nhìn hoài chi chỉ sao già, cùng ly với bà xuôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Sang năm rồi anh cưới tiếp cái cho vui, xuân của lòng ta là không có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Vẫn còn tiếp diễn tới ngày mai thì mới kết thúc. Nên là hôm nay thì cho biết là xin trân trọng cảm ơn họ nhà gái đã đón tiếp rất là nồng hậu và chu đáo đoàn họ nhà trai đến dự lễ vu quy của cháu Hải hôm nay. Cuộc vui nào thì cũng phải có đến lúc tạm dừng. Cũng mong họ nhà gái là tiếp tục hết mình với cháu Hải cũng gia đình với họ nhà gái và gia đình ông Hồng Hoạch. Còn nhà trai thì cũng xin cảm ơn và xin phép dừng tại đây để về nhà và lo cái công việc buổi chiều nay và cái công việc trọng đại ngày mai của cháu Tiến, đó là cái lễ thành hôn của cháu Tiến và cháu Hải tại nhà trai vào buổi trưa ngày mai. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của họ nhà gái và chúc cho hai họ có tình thông gia được viên mãn, cho hai cháu được, cho hai cháu tức là Hải và Tiến được tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phu thê. Được như vậy thì cũng rất mong là sự vun vén của hai gia đình hai bên chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình
biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.